Vợ Mai như Huỳnh mến chào quý khách. Hôm nay thì em Huỳnh sẽ quay cho cả nhà mình cái lô mai giảo Thủ Đức rất là đẹp luôn. Thì cái loại này chủ yếu là cái đế của nó quái và đế rắn cả nhà. Rồi chiều cao trung bình là từ 70cm và hàng này là được 6 mùa rưỡi. Rồi em cho cả nhà mình xem bộ đế nha. Đây, trời ơi cái đế rất là dữ luôn cả nhà. Cốt gốc chỗ này nè là khoảng hoành 9, 10, 11 cả nhà. Và cái bệ này nè, đó, con rắn rất là bự luôn. Rồi đây ha. Cây thì tàn tròn nha, tàn rất là tròn. Rồi em cho cả nhà mình xem thêm nè. Đó, đế rất là dữ luôn nha cả nhà. Đây, ôi ôi, quái ha. Đế quái, đế rất là to luôn. Rồi cây thì nó cành cốt nè cả nhà. Đó, tàn tròn do luôn. Rồi, lấy một cây ra cho em xem. Cái này đi. Đây, đế con rắn nè. Đó, những cái bé nào rất là đẹp luôn nha. Rồi, coi nè. Rồi, cái tàn của nó nè, thả thấp xuống. Rồi cái tàn rất là dữ luôn nha. Đó, chiều cao trung bình. Chiều cao trung bình nó là tầm khoảng cỡ là 70cm đổ lên ha. Hàng này làm nụ cho mình chơi Tết hết rồi nha cả nhà. Đó, làm nụ kim hết rồi nha. Rồi bây giờ cho cả nhà mình xem thêm nè. Đây, tạo nụ hết rồi nha cả nhà ơi. Đó. Đây, quý khách coi cái đế nè. Đã chưa? Đây, hàng này tạo nụ ha. Rồi, đây cả nhà. Đó, mê lắm với cái lô này nha. Rồi, tiến về phía bên trong nữa nè cả nhà. Đa số là để rắn, để quái. Trời ơi, coi nè. Hình con rắn nó nổi lên rất là bự luôn. Đó, cả nhà coi nè, liền cố 100% nha. Đây là dòng mai giảo Thủ Đức ha, dòng mai chơi Tết. Và đặc biệt, đây coi cái cây này đi, cái đế bự nè. Đó. À, đặc biệt là cái đế á cả nhà, cái bộ đế nó dữ dằn luôn á. Ôi coi nè khách ơi, bực chán luôn. Đó. Rồi thì ai yêu thích cái loại mà đế như thế này á thì sưu tầm cái cây này là hết sảy luôn nha cả nhà ơi. Đó, em ướm cho cả nhà xem nè, cái ngón tay của em nè. Đó, gốc rất là to nha, quanh này chắc khoảng mình 10 11 á. Rồi. Đế đẹp ha. Đó, đang tạo nút nụ cho mình chơi Tết luôn nha cả nhà ơi. À, cây tròn do nè, cầm cái cây này lên nha coi. Đây. À, cây dữ dằn luôn ha cả nhà. Rồi cây này là 900 ngàn một cây ha, em bao phí vận chuyển cho mình luôn. 10 cây thì em cũng sẽ tặng cho quý khách một cây nha. Rồi lô này thì em có khoảng tầm 100 cây nha cả nhà. Trời ơi coi nè. Hết biết luôn cái thân đế luôn. Đó, cái dàn đế của nó rất là dữ. Mình khai thác cái dàn đế này cả nhà. Đó, nửa cái đế này nó rất có giá trị luôn ha. Rồi, cây cành cốt cứng cáp luôn nè. Đó. Rồi, đế đẹp không luôn cả nhà. Đế rất là đẹp. Rồi, em cho cả nhà mình xem thêm về cái tàn nè ha. Rồi, đa phần là đế nó đẹp như vậy nha. Đó. Rồi, cầm lên. Đây. Cái củ này nó hù nụ, nó bự chảng luôn nè cả nhà. Quay đây xem coi. Ủa coi nè. Đó, nhìn rất là bự luôn ha. Rồi cây tàn tròn, đó khá là tròn luôn. Tạo nút nụ cho mình chơi Tết rồi. Đây nút nụ nè cả nhà. Đó, này tạo nút nụ hết ha. Rồi 900 ngàn một cây luôn. Và một cây là em cũng bao phí vận chuyển nha cả nhà. Tao thử cái này coi nè. Ủa cái này đế đẹp quá. Đó, bự chảng luôn. Cây cao từ 70 đến 80 cm luôn nha cả nhà. 70 80. Rồi. À, ai yêu thích cái lô mai này thì alo cho Huỳnh ha. Và số điện thoại của em là 0949 234525. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.